Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì tôi xin được trình bày về chủ đề cũng khá đặc biệt là mềm sung thanh quản. Cái này nó đặc biệt ở một chỗ. Là vì thì đây là xét về phương diện chuyên khoa nó giống như bệnh tai mũi họng vậy đó. Rồi quý vị lên khoa tai mũi họng là hầu như không thấy bệnh mềm sung thanh quản bao giờ. Tại thường bệnh mềm sung thanh quản đơn thuần không nằm khoa tai mũi họng mà thường đa phần nó nằm ở khoa hô hấp mới gặp cái mộng dụng thanh quản cũng giống như trào ngược dạ thực quản. Quý vị mà có lên khoa tiêu hóa không gặp bao giờ, muốn kiểm trào ngược dạ thực quản trong bệnh viện phải lên khoa hô hấp. Thật ra chính vì vậy bác sĩ tai mũi họng, xin lỗi nói nhỏ, phe tam nói nhỏ với nhau thôi, là bác sĩ mũi họng ở Việt Nam mình là mổ hay không mổ à, cái nào mổ thì họ giỏi lắm, chứ còn những chuyện này không mổ ít quan tâm. Còn bác sĩ khoa hô hấp thấy mềm sung thanh quản bệnh chuyên khoa mà, ôi hội chẩn tai mũi họng là xong. Thành ra vì đó bệnh nó nằm ở giữa ngã ba đường, ra tai mũi họng thì ít có quan tâm. Hô hấp mình nghĩ đó là bệnh chuyên khoa, mà vì chúng tôi làm khoa hô hấp mà đặc biệt ở bệnh viện Đồng Ngọc ở chỗ cuối cùng nữa là phải ôm bệnh này, ra chúng tôi phải bắt buộc phải 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 đào sâu về nó. Và hôm nay tôi xin trao đổi với đồng nghiệp một số cái điểm quan trọng. Thì trong số các bất thường bẩm sinh của thanh quản thì chúng ta biết rằng đây là bệnh thanh mềm sung quản là thường gặp nhất, là chiếm tỷ lệ 60 đến 70%. Tôi xin lỗi, thì để đảm bảo không đủ thời gian như thầy Dũng nói trong vòng 20 phút. Cái thứ hai nữa, ta có thời gian thảo luận, ra có những phần chúng tôi xin được phép lướt nhanh qua. À. Thì định nghĩa là gì? Là trong trường nói do nó bất thường bẩm sinh thanh quản ra, tên đã nói rồi là các cấu trúc của mô thanh quản và cấu trúc của mô nó bị rất là mềm. Ra khi hít vào thì nó sẽ bị xẹp vào bên trong và nó đưa tới tắc nghẽn đường hấp trên. Và đây chính là nguyên nhân thường gặp nhất của các trường hợp ta gọi là thở rít bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, chiếm tỷ lệ 60 đến 70%. Khi hít vào thì chị thấy từ cái nắp thanh quản, từ cái thép thanh thiệt và sụn phễu đây nó đều có thể xẹp vào gây tắc nghẽn đường thở như thế. Và những thằng này lướt qua. Xin lỗi, cái clip này nó không không có chạy. Rồi về vấn đề nhắc chân, về vấn đề cơ chế thì người ta hiện thời người ta có nhiều cơ chế khác nhau, người ta chế ra để giải thích. Hồi xưa người ta đổ thừa là do sụn không trưởng thành. Cái thứ hai bất thường giải phẫu, và hiện thời người ta nói nhiều nhất là tới cái cơ chế là thần kinh cơ chưa trưởng thành. Đây giả thuyết hiện thời người ta được nghĩ tới nhiều nhất. Về cơ chế bình sinh xin lướt qua. Và có một điểm đặc biệt như thế này là có một mối liên hệ với một hai cái bệnh mà tưởng không ăn nhập với khoa hô hấp nhiều nhưng mà lại liên quan với nhau, đó là mềm sung thanh quản và trào ngược dạ thực quản. Bởi lẽ đã thấy rằng 80 đến 100% trẻ mềm sung thanh quản là có trào ngược dạ thực quản, và thậm chí mà mềm sung thanh quản càng nặng thì tỷ lệ này càng nhiều. Và chính đây là cái ác nạn mình ra mấy em bé mềm sung quản mình bắt buộc phải tầm soát có trào ngược dạ thực quản có hay không. Mình mà bỏ sót đó cứ viêm phổi hoài là nhập viện khoa hoài luôn, là đây là một điểm bắt buộc phải tầm soát. Và người ta nói rằng giữa cái mềm sung thanh quản và trào ngược dạ thực quản này nó cũng giống như con gà hay là gọi trứng, người ta không biết cái nào có trước, cái trứng có trước hay con gà có trước, nhưng mà hai cái này nó liên quan rất mật thiết với nhau. Vậy, cơ chế thì cũng tương tự như thế. Vậy chẩn đoán phân loại thì đương nhiên mình dựa vào bệnh sử khám lâm sàng và nội soi thanh quản mềm để mình chẩn đoán xác định của nó. Về chẩn đoán lâm sàng đã biết rất nhanh, nhắn lại rất nhanh thì có biểu hiện đặc trưng là thở rít, rồi nó có những biểu hiện khác như sặc, ho, thời gian bú kéo dài, nôn, khó nuốt, sụt cân, rồi các triệu chứng của trào ngược thực quản. Và đặc biệt là các triệu chứng này có thể nặng hơn trong vòng 4 đến 8 tháng đầu đời và có thể triệu chứng liên quan biến chứng của nó. Trong số những biểu hiện trên, cái chìa khóa để chẩn đoán đối với bác sĩ lâm sàng chúng ta đó là thở rít. Bởi lẽ đây chính là dấu hiệu chỉ điểm quan trọng nhất của mềm sung thanh quản. Có điểm lạ thế này, một em bé mềm sung thanh quản là bẩm sinh, thế nhưng hầu như không bao giờ thở rít ngay sau khi sinh, mà nó có một khoảng trống khoảng từ 2 đến 4 tuần là tuổi. Là đứa nào sinh ra mà thở rít ngay sau khi sinh là mình phải nghĩ tới chuyện khác, các bất thường bẩm sinh khác chứ không phải là mềm sung thanh quản. Đó là một. Và cái này thì đương nhiên nó âm sắc cao như Ari mình nói rồi ha, nó nặng hơn cái tích thích khóc bú khi nhiễm trùng hấp và đặt nằm ngửa. Mà khi nó ngủ
á, thì nó sẽ giảm, thậm chí là mất luôn trong các trường hợp bị nhẹ trung bình thôi. Đó là đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai, thường nó thở rít nhưng mà không bao giờ kèm theo thàn tiếng, nó khóc vẫn rất khí thế vô cùng. Ngược lại, một đứa mà nó vừa thở rít mà vừa khàn tiếng, vừa khóc vỏ tiếng, quý vị làm ơn tìm những bệnh lý khác, nó không phải đặc trưng của mềm sụn thanh quản, và có thể kèm theo dấu hiệu co kéo tùy dấu hiệu độ khác nhau. Và đặc biệt về diễn tiến của nó thì trong vòng vài tháng đầu, 4 đến 6 tháng đầu sẽ tăng nhiều, cao nhất 6 tháng, đa số sau thời gian này giảm dần và thường là hết sau 16, 18 đến 24 tháng tuổi, và thường ít bao giờ mà kéo dài quá 24 tháng tuổi. Đang ngược lại, nếu như lâm sàng mà chúng ta thấy một bé thở rít bẩm sinh mà tới 3 tuổi mà vẫn còn, khoảng chừng 18, 19 tháng vẫn còn thở vậy, thì làm ơn mình nghĩ tới chuyện khác, đó không phải là mềm sụn thanh quản. Cái này cái clip xin lỗi không chạy, rồi có những triệu chứng ảnh hưởng chức năng hô hấp nên một số cái clip để mình hoài chuyện đó, tôi xin lỗi. Và nội soi thì là để xác định cái chẩn đoán, mình sẽ thấy là cái nắp thanh môn thì biến dạng hình omega, rồi nếp phễu thanh thiệt thì bị rút ngắn lại, và các sụn chêm và sụn Santorini nó bị sụp vào trong. Đây là chẩn đoán xác định của cái nội soi. Đây cái clip đó, mình cũng phải phân biệt là một trường hợp khác cũng có khả năng gây khó thở thanh quản tương tự như vậy và cũng không ít, đó là liệt dây thanh âm. Trường hợp này thì em bé cũng có thể thở rít, mà yếu dấu hiệu gợi ý khác đó là em bé khóc nhỏ xíu à, khóc không ra tiếng, là trong trường hợp đó mình phải cẩn thận cái liệt dây thanh âm có thể xảy ra trong bối cảnh sinh khó dần dần các thứ. Và phân loại của nó thì mình dựa trên hoặc là triệu chứng lâm sàng và triệu chứng nội soi thanh quản, hoặc là dựa trên cơ chế xa của cái sụn thanh quản. Về triệu chứng nội soi dựa trên thanh quản, người ta chia ra mức mà nhẹ nó chỉ hơi sụp tí xíu thôi, nặng là nó bớt lại, nó che kín hoàn toàn cái thanh môn luôn đó, và thậm chí người ta chia ra nhiều mức độ khác nhau đó. Hoặc là dựa vào cái trước sau thì vị trí của nó có thể là trước, tức là nắp thanh quản một bên, hoặc là sau này hơi sâu. Và đặc biệt chúng ta lưu ý vấn đề đánh giá mức độ nặng của thanh quản, thì người ta đánh giá mức độ nhẹ, trung bình mà nặng dựa trên mấy triệu chứng cơ bản: một, triệu chứng hô hấp; hai là triệu chứng ăn uống bú. Nếu y đồng nghiệp mà xem kỹ ở đây, người ta đánh giá mức độ nặng của mềm sụn thanh quản không phải dựa trên mức độ là nó sụp nhiều hay ít, mà vấn đề quan trọng hơn hết là cái mức độ ảnh hưởng của nó như thế nào. Thật ra một đứa không phải là ít mà đứng sang 20 thước mình cũng nghe thì nó nặng hơn cái đứa mà mình phải áp sát gần tay, mà vấn đề là ảnh hưởng. Chẳng hạn như nếu mà nó không ảnh hưởng gì hết tới cái SpO2, tổng trạng nó tốt, bú tốt thì nó là nhẹ. Còn nếu mà nó thở rít khẽ vào mà SpO2 rất trung bình là 96%, nó ọc trớ thường xuyên, quý vị lưu ý, ọc thường xuyên đó, hoặc có vấn đề uống bú khác, nó là trung bình. Chúng ta nhớ cái mốc này, tại vì liên quan vấn đề điều trị tiếp theo chúng ta, và lâm sàng mình thấy bị bỏ hỏng cái chuyện này dữ lắm, ra mấy đứa mềm sụn quản phải nhập viện hoài. Nặng thì đương nhiên có thể kèm theo tím tái, cân ngưng thở, SpO2 giảm, kém tăng trưởng hết sạch. Thì đây là cái mức độ nặng nhẹ của nó, là tùy theo mức độ ảnh hưởng của nó, cũng giống như hẹp khí quản bẩm sinh vậy, ta không chỉ dựa trên mức độ là hẹp nhiều ít, mà vấn đề quan trọng là mức độ dung nạp của trẻ như thế nào. Mềm sụn thanh quản nó cũng tương tự như thế, và đây là dấu hiệu của mềm sụn thanh quản nặng. Vấn đề xử trí thì đường mềm sụn quản may mắn là đại đa số là nhẹ thôi, thành ra mình chỉ cần trấn an và dạy dỗ cha mẹ là cái này thở rít vậy đó, mặc dù cái đứa đứng xa 20 thước còn nghe, còn sẽ nghe, nhưng dần dần nó cải thiện dần. Và đương nhiên trong những quá trình khi lớn lên, nó có những đợt trở nặng thoáng qua. Đợt trở nặng thoáng qua người ta quy kết hai thứ: một là nhiễm trùng hô hấp, khi nó bị nhiễm trùng hô hấp thì đương nhiên sẽ tăng nặng lên. Quý vị nên nhớ rằng một số bệnh khác, chẳng hạn viêm tiểu huyết quản, mềm sụn thanh quản là một trong những yếu tố nguy cơ, mới đây người ta mới thêm vào cho mềm sụn trong cái viêm tiểu huyết quản là dấu hiệu bệnh tiền đường nặng rồi. Hoặc là người ta quy kết đặc biệt cho một bệnh lý khác, đó là trào ngược dạ dày thực quản. Và mấy đứa này thì nó phải giải thích vấn đề tăng cân của nó là vấn đề quan trọng, cha mẹ phải lưu ý chuyện đó, và đặc biệt vấn đề trào ngược thực quản phải hướng dẫn bà mẹ về vấn đề cái chống trào ngược như thế nào. Còn đối với trường hợp mà mềm sụn thanh quản mà nhẹ trung bình
thì người ta sẽ thấy rằng ngay các trường hợp mà tới mức trung bình này, còn đa số mình vẫn có thể điều trị thành công được chỉ với việc theo dõi đơn thuần hay kết hợp với các biện pháp bảo điều trị bảo tồn khác mà thôi. Và những trẻ này thường các triệu chứng thường hết lúc 1 tuổi, hiếm khi dai dẳng sau 24 tháng tuổi rồi nhắc lại. Nếu một đứa mà 2 tuổi trở lên mà vẫn còn thở rít như vậy, bắt buộc mình phải tìm chuyện khác, nó không phải là bị rụng thanh quản đâu. Rồi còn trường hợp mà trẻ mềm sụn thanh quản nặng thì khoảng từ 5 đến 20% thì thường phải cần phải phẫu thuật tạo hình nắp thanh quản. Mà ở Việt Nam mình tiếc là nhiều nơi không phải nơi nào cũng làm được chuyện này. Tỷ lệ thành công rất cao, khoảng 95% là được đánh giá là thành công trong nhiều nghiên cứu. Các biện pháp thay thế khác là trong khi thời gian mà chờ mổ chẳng hạn, đó là thợ CPAP. Đây là một thợ CPAP mềm sụn thanh quản, là một chỉ định kinh điển của thợ CPAP. Hoặc là trẻ không thể phẫu thuật được, hoặc là tẩu phẫu thuật rồi mà thất bại thì CPAP. Còn mở khí quản hiện thời hiếm khi thực hiện, bạn ta khuyến cáo không nên thực hiện, tại đứa trẻ mang mở khí quản thì khổ cả đời nó luôn. Đây một cái lưu đồ mà tôi nghĩ rằng cũng dễ áp dụng được ở những nước khác, mình có thể áp dụng được Việt Nam đó. Trong trường hợp mình nghi ngờ mềm sụn thanh quản, mình coi có dấu hiệu bệnh nặng hay không. Nếu không có dấu hiệu bệnh nặng thì các nước nó soi luôn bằng ống mềm ngay tại phòng khám luôn. Đúng không? Và nếu mà có da mềm sụn thì mình theo dõi. Nếu nội soi bình thường mà mình vẫn nghi là mềm sụn, chẳng hạn thở rít rõ quá đi, khi đó hoặc có dấu hiệu nặng thì bắt buộc phải nhập viện để soi hoàn chỉnh ở trong phòng mổ. Và đồng thời đây không chỉ thanh quản, mình đi xuống khí quản, phế quản luôn để xác định chẩn đoán và coi có bất thường gì khác kèm theo hay không. Từ đó mình có hướng điều trị thích hợp cho nó. Ra lưu đồ này chúng tôi cũng thấy cũng dễ áp dụng ở Việt Nam mình. Về chỉ định ngoại khoa thì cũng căn cứ lên 2 cái mức độ ảnh hưởng chính là hô hấp và vấn đề ăn uống bú đó. Đây là những chỉ định nội ngoại khoa thường gặp, chẳng hạn thở rít và kèm siêu hấp, co kéo dữ quá, ngực lõm, cả phổi, tâm phế mạng. Thì ra mấy đứa tim mấy này bắt buộc mình phải làm siêu âm tim, bắt buộc mình phải làm siêu âm tim. Rồi nó có ngừng thở lúc ngủ, rồi chẳng hạn nó thường xuyên xảy ra cơn tím, viêm phổi thích tái phát, chậm tăng trưởng. Chậm tăng trưởng cũng là chỉ định ngoại khoa đối với các nước khác nhau. Đây là phẫu thuật tạo hình thượng thâm môn. Khi đó người ta làm gì? Người ta tách nếp phễu thanh thiệt, lấy mô mô thừa và niêm mạc sụn phễu, ta làm có tí xíu là xong rồi. Tôi rất tiếc cái clip này nó không có chạy được đến đây. Và cái thời cuối cùng tôi xin giới thiệu với vị đồng nghiệp là một cái đồng thuận mới đây vào năm 2016 của cái nhóm bác sĩ hô hấp, bác sĩ tai mũi họng thế giới. Cái này bao gồm tất cả là khoảng chừng 20, gần 20 chuyên gia của các nước khác nhau trên thế giới, Anh, Mỹ, Pháp, gì, Canada, Úc, vân vân các thứ, để người ta đồng thuận lại để mà đưa tới số khuyến cáo. Và quý vị có thể lấy cái tên này và download miễn phí từ mạng để mà đọc một cách đầy đủ hơn. Thì các khuyến cáo của người ta về vấn đề đánh giá, điều trị, lưu đồ, xử trí ban đầu, vân vân, thì tôi xin điểm lại một số cái khuyến cáo quan trọng nhất. Cái thứ nhất là vấn đề thường bàn cãi là khi nào bệnh nhân phải được khám chuyên khoa tai mũi họng ngay. Đó là khi em bé có biểu hiện ngưng thở, thở nhanh, tím tái, chậm tăng trưởng, khó bú. Mặc dù đã điều trị ức chế axit rồi, thay đổi lối sống luôn, hết cho viêm phổi hoặc tâm phế mạng, tâm phế thì phải bắt buộc phải khám tai mũi họng ngay để xử lý khẩn cấp đó. Cái câu hỏi thứ hai, những trường hợp nào là có cần phải điều trị ức chế axit theo kinh nghiệm ở đứa trẻ mềm sụn thanh quản? Quý vị lưu ý chuyện này, cái này mình hay bỏ sót dữ lắm. Mình xem lại bệnh nhân của mình có dính vào chỗ này không. Một, nếu trẻ khó bú và hoặc khó thở là có cần phải điều trị. Cái thứ hai, nếu những trường hợp có triệu chứng hô hấp nhẹ mà nhưng mà tăng cân phù hợp thì mình có thể mình không cần điều trị ngay mà xem xét theo dõi nó, và người ta khuyến cáo ngưng điều trị thì mình cũng nên giảm dần dần chứ không nên mà ngưng đột ngột, và cũng nên khuyến cáo để phối hợp để bác sĩ chịu quá để cùng xử trí với mình. Rồi đánh giá bằng nốt thì xin lướt qua, rồi thăm khám khác xin lướt qua, tạo hình thì xin lướt qua. Cái lưu đồ xử trí ban đầu của nó thì đối với các nước thì nước qua có cái lưu đồ xử trí nó chuyên sâu như thế này. Đối trường hợp mà mềm sụn thanh quản này thì trong trường hợp mà nhẹ hay vừa đó thì khi đó tức là những biểu hiện nó xảy ra, những triệu chứng nó xảy ra nó không thường xuyên và không có dấu hiệu gợi ý là có tổn thương gì khác, người ta sẽ khuyến cáo là sẽ theo dõi bệnh nhân trong vòng 3 tháng, nếu tốt nữa ta kéo dài thời gian. Còn nếu trường hợp mà mềm sụn thanh quản mức độ trung bình thì chị lưu ý rằng đứa trẻ có biểu hiện ho, sặc, trào ngược, khó bú là đánh giá mức độ trung bình. Khi đó người ta điều trị ức chế tiết axit luôn và xem xét đánh giá về vấn đề động tác bú của nó thế nào. Trường hợp nặng thì đương nhiên người ta sẽ đặt vấn đề phẫu thuật rất là sớm.
và ở đây xin phép là lướt qua. Rồi, riêng về khuyến cáo điều trị ức chế thiết axit thì ta khuyến cáo thế này. Những trường hợp ta lưu ý là trung bình là bắt đầu để điều trị rồi, tiêu chí trung bình vì thấy rất là rộng. Thì trong trường hợp đó, theo khuyến cáo này, người ta sẽ khởi đầu đầu điều trị ngay bằng PPI hoặc là ức chế H2, sau đó là điều trị ban đầu. Sau đó nếu mà tình hợp bệnh nhân mà không có đáp ứng, nếu mình đang điều trị PPI, mình sẽ tăng liều lên. Hoặc nếu mình đang đầu bắt đầu điều trị bắt ức chế H2 thì mình sẽ chuyển sang PPI. Và khi đó làm các xét nghiệm khác như pH/mitri hoặc là kháng trở, và người ta thêm một cái chất kích prokinetic, và ở đây các khuyến cáo này người ta sử dụng azithromycin. Thì trong trường hợp nếu bệnh nhân đang điều trị cái này mà cải thiện triệu chứng thì người ta sẽ giảm liều PPI hoặc là ức chế H2 50% cho mỗi 4 đến 8 tuần rồi sau đó là ngưng. Rồi riêng về ức chế bơm proton ở cái nhóm prokinetic theo hướng dẫn này, người ta sử dụng azithromycin liều thấp, bởi lẽ người ta biết này chất này có tác dụng là trên motilin. Thì cái liều thấp của nó gì lưu ý chỉ có 1 đến 2 mg một ký một liều, cách uống cũng giống như mình cho bệnh nhân uống cái domperidone motilum hồi xưa vậy đó, cũng y như vậy. Rồi cái này sau mổ thì quý vị có thể tham khảo luôn. Nói tóm lại cái mềm sụn thanh quản là một bệnh lý nó cũng khá đặc biệt, mà nhiều khi thì do cái đặc biệt nó nằm ở dạng ngã ba đường, bác sĩ tai mũi họng thì không thấy, bác sĩ hô hấp mình thì thì cho là chuyên khoa, là vì vậy có những điều mình cũng thường hỏng dữ lắm. Và trong phương khổ ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cái gì đồng một số cái vấn đề ta cần lưu ý, đặc biệt là cái đồng thuận đó, mà quý vị có thể tìm hiểu chi tiết bằng cách là gõ cái từ khóa hoặc là download miễn phí từ mạng. Xin cảm ơn.